Giới thiệu đến các bạn một cái cặp loa đến từ Yamaha, và đặc biệt mình có một cái giá thanh lý rất là ok luôn, rất 7,5 triệu. Hôm nay thanh lý còn 7 triệu luôn. Thì đó là Yamaha NS690 là cặp mình sẽ giới thiệu các bạn ngày hôm nay. Đây là cặp loa mà nó thiết kế thùng của nó rất là đẹp, thùng gỗ lạc màu vàng. Thường thì chúng ta thấy là thường nó có những thùng màu gỗ sồi hoặc là màu nó ốc chó, nhưng mà cái này màu vàng nghệ nha, rất là đẹp. Chiều ngang của nó là 35, chiều sâu là 30 tính cả lưới, chiều cao là 63. Yamaha NS690 là một cái phiên bản huyền thoại của Yamaha. Nó được nâng cấp lên sau này là 692 và 693 nữa. Tuy nhiên thì mình chỉ thấy có sự thay đổi ở 693, còn 692 là mã và 1 là mã thì nó chất âm gần như nhau. Trên loa thì nó có hai nấm tinh chỉnh, chúng ta chỉnh dãy cao và dãy mid-range. Loa có 3 đường tiếng, một bát, một mid, một range. Bát giấy gần vải thì các bạn không lo, không sợ nó bị mục gì đâu nha. Thì hôm nay mình nhiều hàng nên mình bán cái này giảm giá thôi. Chứ còn giá 7,5 triệu hôm trước đã rất là rẻ rồi, thì hôm nay giảm còn 7 triệu nha các bạn. Thùng vách còn rất là đẹp, rất là đẹp nha. Mấy cái dòng của Yamaha này là cái kiềng của nó làm bằng giống như nhôm á, thì nó không có bị ổ nhiều như Deaton hoặc là Pioneer, Onkyo, thì chúng ta nhìn rất là đẹp. Cái chỉnh này thì tùy các bạn nha. Nếu các bạn muốn ngay ít thì chúng ta ở normal, muốn ngay cao thì chúng ta cộng. Đó, tăng lên. Đó, tăng lên khoảng 3. Cái mic này rất là hay nè. Mic dome này cho cái tiếng âm hình của dãy trung rất là ngọt. Còn bát này bát giấy hơn vải. Như bạn không biết đem về thì thay gân, để thay gân mút thì không nên nha. Dòng bát này nó gân vải rất là mềm, không giống như của Dayton thì nó đánh tiếng bát nó khô thì nhiều người thay gân mút, nhưng mà gân vải của Yamaha thì tiếng rất là mềm. Đây là Icon của nó, Icon Green nha, màu kem nha. Nhiều bạn để về thay vải cũng được, đó là tùy các bạn, nhưng mà sau này các bạn bán lại sẽ khó hơn. Tám ohm, rồi có tá trợ kháng là 8 ohm nha các bạn, công suất là 70W loa, 60W chứ xin lỗi. Rồi mình quay bên phía sau của cái loa bên này. Đây, cái chỗ gắn dây loa là chúng ta gắn bằng mỏ kim nha. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc luôn. Các bạn nào có nhu cầu về nhạc chất lượng cao thì liên hệ mình. Giá mình bán là một USB là 800.000, 128GB, ổ cứng là 1.000GB, giá 2 triệu nha. Đừng quên là bên mình có bán dây AV Acufy này rất là hay nè. Dây này là 1,1 triệu nha các bạn. Acufy mình dùng để test nhạc luôn. Hôm nay mình sẽ lấy cái đầu đèn ống HOS, một cái đầu giải mã Kim Music Server, nó chơi được ổ cứng USB luôn, để mình test. Đây mình đang bán cái đầu này với mức giá là 7,5 triệu, mới full thùng bảo hành 1 năm nha, rất là hay luôn. Đây là một cái đầu giải mã, nó có đường cáp quang vào nữa. Tuy nhiên thì hôm nay mình lấy nó làm cái đầu phát thôi. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mình đăng lên mỗi ngày nha các bạn. Rồi quay lướt cho các bạn nhìn kỹ đầu loa là mình sẽ test nhạc. Loa này thì nó phù hợp với nhạc vàng, nhạc trữ tình, và chúng ta có thể đánh những cái loại nhạc mạnh như là nhạc đen, nhạc disco cũng được. Âm lê thì mình gợi ý là các bạn ghép với những dòng lê Yamaha, Marantz hoặc là Denon, Luckman cũng được, rất là hợp. Nói chung là âm lê Nhật thì cỡ 100W trở lên là đánh đôi loa này tốt hết rồi. Dễ chơi, 8 ohm dễ chơi.
đồng nắng